Thưa quý vị và các bạn, lo lắng về sự mai một của di sản khảo cổ học vườn chuối. Suốt hơn 10 năm qua, ở thôn Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, Hà Nội, có một người đàn ông vẫn miệt mài tìm kiếm, lưu giữ và nâng niu từng món đồ cổ. Đó chính là ông Nguyễn Văn Hùng, một người nặng lòng và say mê với di sản văn hóa dân tộc. Năm 2006, là cán bộ thôn, ông Nguyễn Văn Hùng được giao nhiệm vụ sắp xếp chỗ ở cho đoàn khai quật khảo cổ thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chứng kiến thầy trò đào bới, tìm kiếm, ông Hùng hiểu hơn về dấu tích lịch sử quê hương. Dần dần, ông trở nên say mê và bắt đầu sưu tầm cổ vật. Hơn 10 năm sưu tầm, đến nay, bộ sưu tập của ông đã lên đến khoảng 100 cổ vật. Nó được tỏa nộ 100 hiện vật, nhưng nó tổng thể nó nhiều loại, một loại một thiên kiếm, một loại một nguyện. Nghĩa là cụ thể thì cái gì là chủ cũng sưu tầm nha. Nhưng chủ yếu là khi họ chuyển mộ và khi là Thăng Long chỉ nó làm cái đường này. Đấy thì một phần nữa là những người là lâu năm rồi người ta làm người ta giữ lại để chơi. Thì mình biết mình vào hỏi mua. Đấy là một vài cái cách đấy là mình sưu tầm giữ lại. Ông Hùng dành riêng một gian phòng trong nhà để trưng bày những di sản văn hóa. Những cổ vật khoảng 2.000 đến 2.500 tuổi được ông sắp xếp cẩn thận trong tủ kính, trên kệ và giá gỗ. Đó là những chiếc bình gốm, bình sứ, đĩa sứ, mũi giáo đồng hay thậm chí là những mảnh gốm không còn nguyên vẹn. Có những người họ cũng bảo hôm nó này đổi, thì họ cũng là bảo là mua lại. Thế nhưng có những cái nó có cái dìu giếc họ cũng trả hàng chục triệu, rồi những con dâu găm một vài triệu. Nhưng vừa giết mát không phải ở vòng dạng này, ở quê đây giữ không. Nhưng đến giờ 100% là hiện vật là ở di chỉ vườn chuối ở làng mình. Chứ còn không có cái gì là người khác mang về đây này. Đá nó màu vàng, thì đến khảo cổ người ta gọi là đá bản quý. Rất là đẹp. Những di sản văn hóa, hiện vật lịch sử đang dần bị mai một trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Thế nhưng, ở làng Lai Xá, vẫn còn đó những người coi cổ vật như một gia sản quý giá. Vẫn chắt chiu từng chiếc bình, từng mảnh gốm vỡ như ông Nguyễn Văn Hùng.